cameraman. Vô một tí. Mấy triệu view rồi. Hả? Dạ. Ủa người ta còn như vậy. Là phòng của anh hả? Của anh 230. Đây, xin chào các bạn, đây là cái phòng của mình nha. Phòng hai người, hai cái giường. Đây là bạn đồng nghiệp của mình này đó. Bạn đang coi về cái giá của quà lưu niệm ghi chú. Đây chúng ta sẽ có một cái tủ gỗ này để ghi giường chúng ta này. Có sẵn những cái bóng bèo. Cái thùng chắc là để đồ những đồ kể như là vỡ cuối mới hệ mới ra mới sẽ đẹp hơn. Có TV kể cả các bạn xem qua.